Tự do cho sớm mai, Nguyễn Tấn Cứ. Với tiếng thơ độc đáo của những dung cảm thời đại, nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình viết từ California, USA, Hoa Kỳ. Dường như tôi đang thích nói một chút gì đó về tập thơ chưa tới 100 trang này, nhưng cũng quá đủ làm tôi nhâm nhi đến mất ngủ khá nhiều đêm, khiến tôi không thể không viết về nó. Nói đúng hơn, chính thế giới với ngôn ngữ thi ca riêng, tiếng nói day dứt, cũng của riêng người thơ với những đan kết của thời đại bi thảm chúng ta đang sống, đã làm cho chúng ta khó từ khước để được chia cùng thi sĩ nỗi niềm bi thảm rất chung. Câu hỏi được đặt ra, liệu nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ có lạc lõng khi đi tìm tự do cho sớm mai? Có điều, chắc chắn chúng ta rất dễ bắt gặp hình bóng tuổi trẻ rực rỡ buồn, hay như thi sĩ gọi là nỗi buồn lộng lẫy trong thơ Nguyễn Tấn Cứ. Chúng tôi cô đơn, chúng tôi buồn chán, chúng tôi hoang vu, chúng tôi đông đảo một mình. Chúng tôi không biết đi đâu, về đâu, khi phải một mình đứng lên chống chọi nỗi buồn. Tuổi trẻ Việt Nam có biết buồn không? Sao càng đọc thơ Nguyễn Tấn Cứ, chúng ta càng thấm thía trong những xót xa dày vò mà thi sĩ đã dàn trải, và chẳng buồn chôn giấu. Nếu không, có lẽ cũng sẽ bị nổ tung vì đất nước với cái nồi áp suất. Tựa một bài thơ của tác giả. Thơ Nguyễn Tấn Cứ chập trùng những cơn váng vất u buồn. Bao nhiêu thần tượng hay huyền thoại theo thơ chàng cũng đã bị thiêu hủy tiêu tán đường. Thực tại là chúng ta đều hết sức dãy nẫy, chối từ bị nhốt trong chuồng trại, hay ví như những khoảng sân nhỏ bé giới hạn luôn bị khoanh vùng. Tuy nhiên, chừng như chúng ta lại nghe được rất rõ tiếng nói, tiếng thơ xé ruột của một người thơ nhiều trôi nổi, phản kháng, bất bình, phẫn uất cất lên trong cùng thẳm của tâm hồn. Tự do chúng tôi đâu? Kỳ thực, chính thế giới bay chấp chới tự do của một người suốt đời tận tụy với thơ đã khiến những cú thoát bay của Nguyễn Tấn Cứ đẹp rợn ngợp như sự thật và lóng lánh giấc mơ của một thi sĩ. Thơ Nguyễn Tấn Cứ cuốn hút người đọc vì luôn được trào ra như thác lũ, vì mãnh liệt chan chứa cùng một trái tim nhiệt thành nóng bỏng. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng Nguyễn Tấn Cứ làm thơ dễ như dưỡng khí cần thiết để thở, và thi sĩ cũng đang mải miết thở đều. Nhã thơ đều từng ngày như thơ là lẽ sống, không có sinh hoạt tinh thần này là càng buồn chết đi được. Phải nói là có khá nhiều những dòng thơ, bài thơ ấy với tôi là mối định nghĩa riêng của một bài thơ hay. Đa số nhà thơ sử dụng thơ tự do, thơ xuôi, nên càng đọc càng thấy sâu lắng, nhưng rất khó nhớ như yếu tính thi ca vốn là của những nhà thơ đương đại. Thêm nữa, giọng điệu rất riêng ấy lắm lúc gợi lên một nỗi lạc lõng hiếm hoi, bởi tuồng như ở trong nước chúng ta chỉ bắt gặp những bày tỏ dễu nhại, và đa phần các nhà thơ tự đánh mất quyền lực tối cao tự do của thứ văn chương ngoài luồng, nên quả thật không dễ để thấy một dạng thi ca dấn thân trọn vẹn, mạnh mẽ trong một đất nước còn thiếu vắng tự do và sẵn sàng làm thui chột con đường văn hóa nghệ thuật sáng tác và sáng tạo. Có điều chắc hẳn không ai có thể cấm tâm hồn của một nhà thơ như Nguyễn Tấn Cứ bay bổng và thắp sáng những vần thơ nhỏ lẻ đi nói cùng thế giới nhân quần. Dường như thi sĩ không hề sợ hãi, dù mai kia mốt nọ ngòi bút và cả chính mình cũng có thể sẽ bị giật phăng đi, trù dập. Thi sĩ vẫn banh tim mình làm thơ như những dòng tự sự nhật ký mỗi ngày. Và thơ Nguyễn Tấn Cứ
vẫn tiếp tục gióng lên những tiếng chuông có khi cảnh tỉnh thời cuộc, có khi là tiếng kêu trầm thống, tiếng thét phẫn nộ bi tráng, tiếng trở mình thăm hỏi những phận đời không may Việt Nam, tiếng thở dài về một tình yêu không chọn trong những gặp gỡ, chỉ có chia ly, tao loạn, tiếng u uẩn không lời giải mã của những bùa vây sống chết quanh mình. Thơ Nguyễn Tấn Cứ nếu được, có lẽ nên dịch ra ngoại ngữ, dù thi sĩ lúc nào cũng chỉ một mực, rằng cho dù em bội ước, tôi vẫn chết nơi đây, cùng với đất nước này. Dù sao, bước đầu cũng đã có sự khích lệ là được giải thưởng danh dự Văn chương tự do 2019 do Tổ chức Yểm trợ Nhân quyền và Tiện vệ thực hiện ở Sydney, Úc. Trong văn học, nếu tác phẩm của mình viết độc đáo và rung lên được những nhịp điệu cung bậc làm lay động lòng người, thì không sớm, thì chầy tác phẩm ấy cũng sẽ được người đời biết đến và đón nhận. Như tập thơ của Nguyễn Tấn Cứ in năm 2018, mà đến cuối năm 2019 mới được trao giải, dù giải thưởng lớn nhất bao giờ cũng là sự lượng định của độc giả khắp nơi. Điều đáng nói nữa là tôi rất thích thú phần phụ lục, có cuộc tán gẫu cùng nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ, Tự do và Chuồng trại, do nhạc sĩ, nhà báo Tuấn Khanh thực hiện. Xin trích đại một câu trả lời. Văn chương theo lệnh, theo chỉ đạo, sẽ không bao giờ có thể tàn nhẫn theo nghĩa của văn chương, nhưng nó sẽ tàn bạo theo nghĩa của giang hồ. Vì đơn giản, một khi nó được băng đảng hóa chính cuộc đời, thì ngòi bút của nó chính là gươm đao, được dùng để thanh toán nhiều hơn là viết lên cái gì đó cho con người. Sau hết, cùng với lời tựa và bạt của nhà văn Uyên Nguyên, Cung Tích Biển, nhà thơ Mai Sơn, Lý Đợi, tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ với thi sĩ Trần Tiến Dũng. Khi Trần Tiến Dũng tiên đoán rằng có lẽ đây là tập thơ cuối cùng của đời ông. Thú thật tôi không tin và không hề muốn làm thầy bói như vậy đâu. Lẽ nào chỉ vì tinh hoa của nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ đã phát tiết hết vô tập thơ Tự do cho sớm mai, và nhất là thi sĩ cũng không muốn nếu phải lặp lại với chính mình. Hoặc có thể theo Trần Tiến Dũng, thời buổi thơ văn hạ giới rẻ như bèo, thì tội gì thi sĩ phải lo in ấn cho mệt. Hay tệ hơn nữa, chúng ta đang sống thời thế mà sách vở ích gì cho buổi ấy. Dĩ nhiên, đã là thơ thì tất cả cũng chỉ là có lẽ. Vì làm sao biết được lúc nào hẹn hò, nắm bắt được cảm xúc. Với sức sáng tác sung mãn trên văn học mạng hay mạng Facebook cá nhân của mình, Nguyễn Tấn Cứ chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Và như thế, thể nào người thơ cũng bị bạn bè hay bạn đọc réo gọi để được chào đón nồng nhiệt, ít là vài cuốn nữa. Không phải vậy sao? Mong lắm thay, cảm ơn trước và hãy cứ xông xáo lên đường an nhiên nhé. Như thi sĩ sinh ra là để cảm, xúc động và sống, cùng nhận hưởng nhạy bén hơn người. Hãy dắt tay em bước qua khu rừng, có những lối đi đưa về bình yên. Hãy dắt tay em bước qua nỗi buồn, để thấy trái tim vẫn cần tình yêu. Hãy dắt tay em bước qua tháng ngày, giữ lấy ước mơ cho dù nhỏ nhoi. Hãy níu tay em
xa rời. Với những khát khao đến tận ngày sau, những sớm mai lòng em buồn quá. Cuộc đời mở ra để em thấy bao điều lạ. Những sớm mai nghe tình yêu từ xa, lời tình yêu như phút hư danh. Xin yêu thương đừng như chín bao, xin yêu thương này không lao đao. Xin đơn sơ những ngày bên nhau. Hãy dắt tay em bước qua kiếp, ước mơ cho dù nhỏ nhoi. Hãy níu tay em giữ không xa rời. Với những khát khao đến tận ngày sau. Hãy dắt tay em bước qua khu rừng, có những lối đi đưa về bình yên. Hãy dắt tay em bước qua nỗi buồn, để thấy trái tim vẫn cần tình yêu. Dắt tay em bước qua tháng ngày, giữ lấy ước mơ cho dù nhỏ nhoi. Hãy níu tay em giữ không xa rời. Với những khát khao đến tận ngày sau, những sớm mai lòng em buồn. Khát khao đến tận